cho các bạn đã quay trở lại với kênh channel Cuộc Sống Đà Lạt. Thì hôm nay Cuộc Sống Đà Lạt sẽ cùng với các bạn khám phá và trải nghiệm một nơi cực kỳ bí ẩn, mang đậm giá trị lịch sử Việt Nam. Và quan trọng là rất ít người khách du lịch biết tới luôn nha. Ở đâu ấy nhờ? Let's go, follow me. Chúng ta đã đến nơi chúng ta cần khám phá, đó chính là Long Mộ Nguyễn Ú Hào. Nguyễn Ú Hào là cha của Nam Phương Hoàng hậu, hoàng hậu chính thức của vua Bảo Đại. Ông sinh ra và lớn lên tại tỉnh Gò Công, nay thuộc Tiền Giang. Sau khi gả con gái cho vua Bảo Đại năm 1934, bà Nam Phương đã đưa ông lên Đà Lạt sinh sống. Năm 1927, ông được sắc phong tước Long Mỹ Quận Công. Ông mất ngày 13 tháng 9 năm 1939. Mặc dù ông là một người theo đạo, nhưng lăng của Nguyễn Ú Hào vẫn được xây dựng mang đậm bản sắc kiến trúc cung đình Huế. Lăng tọa lạc trên một ngọn đồi phía tây nam Đà Lạt, cách thác Cam Ly 150m, với bốn mái bát công và cảm giác điên tưởng một đóa sen đang hé nở, trông vừa thanh thoát lại vừa kín đáo trang nghiêm. Chào đón chúng ta là một cánh cổng gồm có bốn trụ rất là cao, đúng không ạ? Đây, ở đây có hán tự này. Theo mình tìm hiểu trên mạng ấy, thì đây chính là hai câu đối mà Nam Phương Hoàng hậu đề tự thể hiện cái lòng biết ơn đấng sinh thành của mình. Đây là cái lối mòn, wow, cái con đường mòn dài hun hút đấy nhờ. Đây, những cái bụi rậm. Đây có một cái cho mình cảm giác rất là hoang sơ. Bên đây có một cái nhà, những cái lối mòn làm cho mình cảm giác rất là vướng. Cần đi vô trong xem thử là có gì. Không khí đây rất là trong lành luôn. Wow, những cây thông rất là cao luôn. Ôi, phía xa xa đằng kia mình đã thấy được lăng mộ rồi. Chào đón chúng ta ở đây sẽ là, đây ngày xưa như là người ta thắp đèn ở đây nhỉ. Ồ, các bạn thấy không? Đây chính là cái nơi, cái đây là một cái nến như là người ta đổ dầu ở đây châm lên nhờ. Một kiến trúc rất là cổ xưa, sau bao nhiêu năm thì ở đây nó vẫn còn nguyên vẹn như trước kia, nhưng có điều là không có nhiều cái sự bảo tồn nhiều nên nó có rất nhiều cỏ. Và mình sẽ đi tiếp lên trên đấy. Thật ra thì ở đây khoảng để mình đếm xem 6 bậc thang thì sẽ có một chiếu nghỉ, nên mình sẽ không tốn sức nhiều như khi mà phải đi nhiều cái bậc thang như vậy. Wow, những cái bụi dứa rừng cực to luôn nhá, cảm giác như một đứa thần bí vậy. Wow, nhìn những bụi dứa này. Nơi đây đã tồn tại qua 84 năm rồi, nhưng mà vẫn còn một cảnh ấy rất là hoang sơ như cái giá trị ngày đấy, rất là hay đúng không? Phía xa xa đằng kia mình đã gần thấy được cái nhà mồ rồi. Bởi vì bọn mình đi vào sáng sớm nên vẫn còn rất nhiều xương ở đây, không khí rất trong lành, rất là thích. Một khu rừng thật sự và mang một cái gì đó mình cảm thấy rất là linh thiêng. Ok, bậc thang, chinh phục những bậc thang. Wow, mình đã tới nơi. Đây, hai bên đây là sư tử đúng không ạ? Sư tử này làm bằng bê tông. Nó rất giống cái con sư tử ở bên Singapore ấy nhờ. Hai con sư tử làm bằng bê tông.
để trấn giữ một những cái hòn đá đặt ở đây. Không biết là đặt để trang trí hay là có một cái tác dụng gì nữa không nhỉ? Ồ, bên kia có một cái gì đó rất là di tích. Đây chính là, mình nghĩ đây là một cái trạm dừng chân có 6 cạnh lục giác mà đã bị gỡ bỏ khi xưa thì phải. Ok, mình sẽ góc này thật là cảm giác cho mình quay về với quá khứ thật sự. Đây, đây chính là sân tế lễ. Ồ, nhà mộ đây rồi. Wow. Okay, mình sẽ tham quan sân tế lễ một lát. Và đây chính là tấm bia đầu tiên. Ở đây thì có hai tấm bia, một tấm đằng trước và một tấm đằng sau. Trên đây là có những cái dòng chữ, mình nghĩ đây là Hán tự. Thế nhưng mình tìm hiểu thì những cái dòng Hán tự này như một cái tấm bia thể hiện tên họ, địa chỉ nguyên quán thì phải. Đây là tấm bia một, nhìn nó đã nhuốm màu rêu phong rồi nhỉ. Có rêu ở đây như là màu đỏ, nhìn rất là đặc biệt. Tấm bia này là bằng đá. Ok, mình sẽ quan sát từ xa ngôi lăng mộ như thế nào nhé. Các bạn thấy đó, ở đây chúng ta sẽ thấy được phía trên, phía xa kia có một cái thánh giá rất là đặc biệt. Và ngôi mộ này được xây theo lối kiến trúc theo cung đình Huế, và có cái mái vuốt cong, ngói được làm bằng ngói lưu ly, rất là phổ biến ở thời phong kiến, triều nhà Nguyễn và những cái nước Đông Nam Á. Và được có cái mái nhà làm cái hình vuốt cong như một cái tòa sen tỏa ra, rất là mang đậm giá trị lịch sử và kiến trúc thời nhà Nguyễn luôn. Ok, mình sẽ đi vô trong xem thử, mình sẽ trải nghiệm bên trong. Wow, mình có một cảm giác rất là hào hứng rồi đó. Cái nơi mình muốn tới nhất đây là cái khu lăng mộ này. Wow, đây có sẽ có hai cái mộ, mình không rõ là mộ đâu là của Nguyễn Hữu Hòa và đâu là của phu nhân. Mình sẽ xem thử. Lăng mộ này được làm, mộ này được làm bằng đá nhé, bằng đá xanh, thật sự là bằng đá xanh. Và chạm khắc rất tinh tế đúng không ạ? Thời ấy người ta chạm khắc thật sự rất là tinh tế những cái hoa văn trên này. Và có hình thánh giá ở trên. Lăng mộ được làm theo cái kiến trúc lộ thiên, vì ông Nguyễn Hữu Hòa theo là tín đồ của đạo Công giáo, nên mọi kiến trúc được của cái mộ này được theo cái phong cách của người của bên đạo Công giáo. Ok. Wow, lăng mộ bao nhiêu năm như vậy, trải qua bao nhiêu năm như vậy mà những cái kiến trúc ở đây nó vẫn còn nguyên như thế. Và đây chính là cái nơi để thờ cúng, cái bàn dùng để cúng tế cũng là bằng đá xanh luôn, rất là chắc chắn. Có vài một vết nứt ở đây. Wow. Mình nghĩ bên này chính là mộ của phu nhân chăng? Wow. Một cái điều đặc biệt ở đây là trần nhà được làm theo lối kiến trúc vàng hoa, rất là chắc chắn. Không có một cái sự thay đổi như là bị hao tổn bởi thời gian, không bị dột nứt hay là bất cứ thứ gì cả. Wow, các bạn thấy đấy, rất là chắc chắn luôn, làm bằng đá. Và cái điểm cuối cùng chúng ta cần
khám phá ở đây chính là bia mộ thứ hai trong lăng mộ này. Wow, nó được có một cái kiến trúc rất là cổ xưa. Ở đây vẫn làm được bằng gạch mái ngói lưu ly và bức cong theo như cái bên cái nhà mồ. Ở đây có vài vết nứt của nghĩa là đã lâu rồi nên nó sẽ phải có nhiều cái sự hao mòn ở đây. Những cái hán tự mình sẽ đi ra ngoài xem. Ôi, ở đây có rất nhiều hoa văn này, rất là đẹp đúng không ạ? Cho mình cảm giác thật sự như đã quay về với thời gian khi xưa. Một cái giá trị lịch sử và kiến trúc rất là thích luôn. Đặc biệt có điều mình ấn tượng nhất là những cái công trình, những cái kiến trúc ở đây nó rất là chắc chắn. Bao nhiêu năm trải qua, gần một thế kỷ như vậy mà vẫn còn có thể là nguyên vẹn đến thời điểm bây giờ. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong và đã trải nghiệm xong coi như là toàn bộ cái lăng mộ này. Thì cảm nhận của mình nó có rất nhiều cảm xúc. Nhưng một trong những cái cảm xúc tiêu biểu nhất đó chính là cái sự bình yên, sự cổ kính và có một giá trị lịch sử rất là lớn. Theo dòng thời gian trải qua gần cả một thế kỷ nhưng mà ở đây vẫn còn giữ một cái nét gì đó nó rất là nguyên vẹn. Và ở đây có một điều mình rất là đặc biệt và mình rất là ấn tượng là ở một cái Đà Lạt yên bình và hoang sơ lại có một cái Đà Lạt như vậy đấy, lại có một cái nơi như thế này kết hợp giữa cả Huế. Khi bạn tới đây bạn sẽ cảm nhận được một cái gì đó rất là của Huế và hòa trộn giữa một cái không khí yên bình và lãng mạn của Đà Lạt nữa. Thì mình rất mong nơi này có thể là tồn tại và lưu giữ những cái gì đó nguyên vẹn nhất có thể. Mình nghĩ là sau một thời gian Đà Lạt càng ngày càng phát triển như vậy thì những nơi như thế này khi mà phát triển du lịch rồi ấy, thì mình rất là mong nó có thể được bảo tồn như thế này. Và có một điều nhắn nhủ tí xíu nữa là mình đã thấy có rất nhiều rác ở bên ngoài, thì mong là các bạn khi đến đây có thể là mình bảo vệ cái môi trường ở đây, mình có thể là tự dọn dẹp những gì mà mình đã sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Cuộc Sống Đà Lạt. Nhớ like, subscribe và share clip này nhé.